nhà nhá. Đây là cái cảnh khai thác hai cái thùng suối rất là to. Cái này gia đình này trồng 30 năm rồi. Cái này vành gốc 101 các bạn nhé. To đó. Cứ thêm 200 tiền đục bê tông nữa là ok thôi, không lo. Máy này mình thuê là của ai đấy? Mượn. Máy mượn được kìa. Mượn được kìa. Cái này không cao lắm, cái này cao 6m, 7m, ngọn 6m thôi, 7m, tổng cây. Trong kia một cây đấy nha bạn nhé, bên trong một cây đang đào. Ok.